sư theo con được biết phật giáo có hai luồng tư tưởng một là có linh hồn hai là không có kính mong sư giải đáp cho chúng con được hiểu rõ hơn không có một bài kinh nào đức thế tôn thừa nhận là có một cái linh hồn nha yeah. chúng ta có hai thứ tà kiến đó là thường kiến và đoạn kiến thường kiến nó có ba một là tin vào một cái số phận một cái đứng bề trên nào đó có quyền ban phước giáng họa cho mình cái thường kiến thứ hai đó là tin rằng có một cái linh hồn thường hằng bất biến đấy, bất tăng bất giảm bất nhơ bất tịnh đấy Ờ thì cái linh hồn thường hằng bất biến đó nó là cái thường kiến thứ hai. Cái thường kiến thứ ba đó đó là gì? Tin vào một cái phương pháp đưa đến giác ngộ giải thoát nằm ngoài bát chánh đạo. Thành ra đó, khi mà mình tin vào ba cái thứ trên thì là mình rơi vào tà kiến mà đối với chúng sanh mà có tà kiến ấy, thì chỉ có hai con đường dành cho họ thôi đó là địa ngục và uh, ngạo quỷ nha uh, thành ra là nên tránh cái suy nghĩ đó uh, sắp tới uh, cụ thể là ngày mai uh, do đã nói hoài thành ra là à, thôi thì sư cũng mở lớp Ati Đàm quý vị theo dõi cái lớp Ati Đàm để biết cái cấu tạo của cái thế giới này nha biết cấu tạo của thế giới này để biết rõ là không có một cái khối gì à, là nó nguyên vẹn không có một cái linh hồn nào ở đây hết toàn bộ nó chỉ là một cái thứ đồ lắp ráp thôi nha và nó do điều kiện mà có và trước sau gì nó cũng phải mất ừ.